Mũi Trưởng Long lên sóng VTV, tiết lộ ấn tượng nhất với hậu hoàng, vượt thử thách đi khát quét của kỳ duyên dĩ như trở bàn tay, độ vững chãi của thuyền hậu hoàng, mũi Trưởng Long lại được củng cố rồi nhé. Chẳng riêng fan sau nhập ngũ, mà dân mạng nói chung có lẽ cũng đã nghe qua cái tên Mũi Trưởng Long, Thượng ý Nguyễn Việt Long ở đâu đó rồi nhỉ. Sau 6 tập của chương trình, sức hút của đồng chí Mũi Trưởng khủng khiếp đến nỗi, trang cá nhân của anh hiện có 124 follow, group đẩy thuyền của hậu hoàng có đến 19k thành viên. Đó cũng chính là lý do khiến cho Mũi Trưởng Long xuất hiện trong chương trình thời sự toàn cảnh của VTV, phát sóng trưa ngày hôm nay, với sự dẫn dắt của á hậu MC Thùy Vân, Mũi Trưởng Long đã có những chia sẻ về sau nhập ngủ cũng như sáu cô nàng nổi tiếng mà mình đã huấn luyện vừa qua. Giải thích về gương mặt lạnh lùng khi làm huấn luyện, mũi trưởng Long cho biết, khi đó mình xác định phải tập trung với các công việc. Trong đơn vị, mình không thể cười đùa cùng với các đồng chí ấy được. Những lúc hài hước đó mình cũng rất buồn cười, rất muốn cười, thế nhưng mình không cười được. Mà để không cười được thì khi nào muốn cười mình sẽ nạt đồng chí ấy thật to. Mũi trưởng cũng kể lại cảm xúc khi kết thúc thời gian ghi hình sau nhập ngủ. Sáu cô nàng rời khỏi đơn vị, Bảy ngày liên tục, áp lực đè nặng, công việc liên tục rồi đột nhiên các đồng chí ấy kết thúc nhiệm vụ, di chuyển khỏi đơn vị, chỉ còn lại một mình, cực kỳ hụt hẫng. Ở phần hỏi nhanh đáp lẹ, đồng chí mũi trưởng tiết lộ đã nhập ngũ được 8 năm, trong đó có 5 cái tết xa nhà. Trong số 6 nhân vật nổi tiếng đợt huấn luyện vừa qua, thì sợ nhất Nam Thư và ấn tượng nhất là Hậu Hoàng. Không những thế, ở màn đón quà của 6 thành viên sau nhập ngũ 2020, Mũi trưởng Long còn giải thích chuyện hậu hoàng tặng gô vì khi mình bị thương ở tay thì Thiếu Hậu đã dùng cái gô này để băng cho mình. Cái băng đó giờ mình vẫn còn giữ. Ngoài ra mũi trưởng Long cũng đoán đúng quà của những người còn lại. Dương Hoàng Yến tặng con vịt, cấu bông của Nam Thư, Khánh Vân tặng còi, Diệu Nhi tặng quần hoa và Kỳ Duyên gửi một hộp kem chống lão hóa. Đặc biệt, đồng chí mũi trưởng còn phải thực hiện một thử thách đến từ Kỳ Duyên là đi khách quốc với dài cao gót đội quyển sách lên đầu nhưng không được làm sách rơi lý do mà nàng hậu đưa ra là được trải nghiệm một chiến sĩ đặc công rồi nên muốn mũi trưởng long hiểu cảm giác của một siêu mẫu như thế nào kết quả là dù than khó và loạn trạng những bước đi đầu tiên nhưng sau đó đồng chí mũi trưởng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhanh chóng vượt qua